chào tất cả mọi người có khỏe không? Đã lâu lắm rồi mình chưa ra một video về study tips. Vì vậy trong video ngày hôm nay hãy cùng điểm mặt với mình 10 tips mà mọi người có thể áp dụng ngay trong việc học online này nhé. Tip số 1, uống nước thường xuyên. Ngồi 4 đến 5 tiếng trên màn hình máy tính là thời gian vô cùng dài. Vì vậy hãy để bên cạnh bạn một cốc nước để cung cấp đầy đủ nước cho cơ thể nhé. Ngoài nước thì mình gợi ý cho mọi người là có thể uống trà, sữa hoặc là cà phê, nhưng đừng lạm dụng bọn nó nhé, bởi vì không tốt cho sức khỏe đâu. Tip số 2, chọn không gian. Một không gian yên tĩnh sẽ giúp bạn tập trung hơn vào bài học. Hãy chọn nơi có nhiều ánh sáng, yên tĩnh. Và nếu ở cùng gia đình thì nên nói trước là mình đang học online. Mọi người sẽ giảm âm lượng khi nói chuyện và giúp cho bạn có một môi trường sạch nhất để học tập. Nếu xung quanh ồn ào quá thì mọi người có thể cân nhắc việc sử dụng tai nghe. Điều này mình không khuyến khích vì sẽ khá là đau tai nếu mọi người sử dụng trong thời gian dài đó. Mắt nhìn màn hình điện tử trong thời gian dài thì rất là mệt mỏi, không chỉ khô hơn mà còn mờ và dễ gặp các vấn đề như cận, loạn hoặc là thiệp viễn thị. Mình bị cận và loạn nên mình phải chăm sóc và thương đôi mắt của mình hơn một chút. Trong thời gian này thì thuốc nhắm mắt là vật dụng không thể thiếu đối với mình. Mình không có quảng cáo cho Roto nhưng mà mình thực sự rất là thích cái thuốc nhỏ mắt này. Trong thuốc nhỏ mắt này hình như là có chứa bạc hà hay sao á mọi người. Nên là khi mà mình nhỏ vào mắt á thì nó rất là mát và kiểu như là tỉnh ngay luôn. Nên là mọi người có thể dùng thử nếu mà mọi người đang tìm một cái thuốc nhỏ mắt. Nói sao đây ta? Kiểu vực dậy những đôi mắt đang mệt mỏi hả? Tip số 4, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập. Bút, viết, tẩy, thước, tập là những vật dụng cơ bản đúng không nè. Ngoài ra thì mọi người có thể đầu tư thêm vào giá kê sách để không phải bị gù lưng khi mà nhìn sách ở dưới bàn quá là lâu. Đồng hồ bấm giờ thì giúp cho mọi người có thể canh được thời gian học tập và có thể bấm ngược tùy thích nữa. Mình thì gợi ý cho mọi người là nên chuẩn bị thêm một số bút highlight, bút lông màu để tô đậm những ý chính và ghi lại đáp án khi mà thầy cô giải bài. Tip số 5, dành thời gian để thư giãn. Học tập trong thời gian dài sẽ rất áp lực, mình biết chứ. Thế nên hãy dành chút thời gian rảnh khoảng 15 đến 30 phút để nuông chiều bản thân. Đọc sách, nghe sách nói, tô màu, làm thơ, tập thể dục, v.v. sẽ giúp các bạn thư giãn và vừa tiếp cận được với thế giới quan mới đó. Tip số 6, thay đổi phương pháp học. Cách dạy mới cũng kéo theo chúng ta phải có những phương pháp học tập mới. Mọi người có thể tham khảo những phương pháp như là Cornell, sơ đồ tư duy, sử dụng hình ảnh thay vì ghi chữ, chẳng hạn. Việc học online đòi hỏi các bạn phải có tư duy tự giác và tự học, nên mọi người có thể tham khảo những phương pháp học tập mới để đạt được hiệu quả cao hơn. Ngoài ra thì mọi người nên xem nội dung của bài trước mỗi tiết cũng như là làm bài tập sau khi mà đã học xong. Mọi người có thể xem các cái bài giảng ở trên YouTube của Vietjet chẳng hạn, hoặc là mọi người có thể xem trước tài liệu mà thầy cô đã gửi. Người ta nói căng da bụng thì trùng da mắt, vì vậy nên mọi người hãy hạn chế ăn quá nhiều thức ăn trước buổi học. Thay vào đó hãy ăn vừa đủ hoặc là ăn các loại trái cây vừa bổ sung vitamin và khoáng chất, vừa giúp cho tụi mình đỡ thèm ăn hơn đó. Nói đi thì phải nói lại, có thực mới vực được đạo. Vì vậy nên mọi người đừng có nhịn ăn hoặc là bỏ bữa, bởi vì nếu thế thì chúng ta sẽ không đủ năng lượng để học tập đâu. Mọi người có thể tham khảo những cái bánh ngũ cốc hoặc là sữa ngũ cốc. Ở đây thì mình đang ăn biscotti, là một cái bánh dạng ăn kiêng, và nó cũng có rất là nhiều hạt nên là mình thấy nó khá là ổn. Mọi người có thể tham khảo nếu mọi người thích ăn giống như mình nhưng mà cũng không muốn bị lên cân quá là nhiều.
xếp số 8 lên kế hoạch cụ thể. Nếu mà không có kế hoạch thì mọi người sẽ không biết là ngày hôm đó mình cần phải làm gì. Với mình thì mình thích viết vào những cái tờ giấy ghi chú hoặc là sổ tay như vậy. Nhưng các bạn có thể viết vào bullet journal hoặc là study planner của các bạn. Và khi mà mọi người làm xong thì mọi người chỉ cần tick vào ô thôi. Tip số 9, sự tập trung. Khi mà chán nản, buồn ngủ thì tụi mình rất dễ mất tập trung. Gợi ý nhỏ cho mọi người là hãy ngủ đủ giấc, chăm tương tác với giáo viên và tránh xa các thiết bị điện tử nhé. Thường thì học online, sau mỗi tiết mọi người sẽ được nghỉ từ 5 đến 10 phút, nên hãy tập trung hết sức vào 30 đến 45 phút này. Và giờ giải lao thì mọi người có thể nghỉ ngơi tùy thích. Tip số 10, dám hỏi, dám giỏi. Cái này nghe thì buồn cười, nhưng mà nếu không hỏi, không sai thì không thể nào giỏi được. Nếu không hiểu chỗ nào thì mọi người hãy hỏi ngay giáo viên để đừng bị lạc trôi nhé. Học thầy không thầy học bạn, nên nếu thời gian cho tiết học đã hết mà bạn vẫn không hỏi được giáo viên hoặc là không hiểu được bài thì hãy hỏi bạn bè trong lớp, chắc chắn là họ sẽ giảng giải cho bạn, có khi còn nhiệt tình hơn cả giáo viên nữa đó. Video của mình đến đây là hết rồi. Mình mong là trong năm học này mọi người sẽ có được thật nhiều điều tốt đẹp. Và hẹn gặp mọi người trong những video lần sau.